Chào tất cả các bạn, mình tên là Ngân Trúc và hiện đây mình đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình mới được nhận được visa du học Mỹ. Cảm giác bây giờ rất là vui. Đi ra là mới được nhận được visa là chạy ra mừng, chạy hát lên luôn. Và sau đây thì mình có một vài lời khuyên dành cho các bạn có ý định đi du học Mỹ. Thì trước tiên là khi mà vào phỏng vấn với lãnh sự thì các bạn phải chuẩn bị cho mình một tâm lý rất là tự tin. Vô trong đó các bạn phải mỉm cười vui vẻ lên. Cho dù là các bạn có thấy mấy người trước đó mà không được visa, các bạn cũng bình tĩnh, cười vui vẻ, trả lời to, rõ, rành mạch và thái độ chân thành với lãnh sự thì có thể sẽ thuyết phục được lãnh sự. Và về chuẩn bị hồ sơ thì có chị Kim cùng các anh chị trong ở Tân Đại Dương đã hướng dẫn mình cách chuẩn bị hồ sơ rất là chu đáo, và nên trước khi đi phỏng vấn mình rất là tự tin về cái phần hồ sơ của mình. Các anh chị ở đây cũng hướng dẫn mình cách trả lời cũng như tâm lý để đi vô có thể thuyết phục được lãnh sự. Khi làm hồ sơ ở Tân Đại Dương thì mình rất là hài lòng bởi vì mấy anh chị ở đây rất là chu đáo, chuyên nghiệp và thân thiện. Mình có thể thắc mắc những vấn đề gì đó thì mình có điều thể hỏi và mấy anh chị giải đáp rất là nhiệt tình. Phỏng vấn thì đầu tiên là mình học anh Khôi đã dạy cho mình những cách trả lời, những cái ý nào trong những cái câu chuẩn bị. Chị Kim là người hướng dẫn trực tiếp mình hồ sơ cũng như là trả lời. Và một số anh chị trong tổ tư vấn cũng đã giúp đỡ mình, test mình trước khi đi phỏng vấn. Bởi vì rất nhiều người quen của mình đã từng làm ở Tân Đại Dương và cũng đã lấy được visa, nên là mình thấy Tân Đại Dương là nơi tốt nhất để làm hồ sơ, vì thế mình đã chọn Tân Đại Dương. Bởi vì Mỹ có nền kinh tế rất là phát triển nên rất là phù hợp cho mình chọn ngành kinh doanh để học tại Mỹ. Với là ở Mỹ thì giáo dục của nó rất là tốt, một lớp học thì không quá đông, vì thế mà học sinh và giáo viên có thể tương tác với nhau cũng như là tạo hiệu quả trong việc học tập. Qua đó thì mình sẽ học trường Houston Community College. Trường này rất là nổi tiếng, nó là một trong 10 hệ thống cao đẳng cộng đồng lớn nhất tại Mỹ và hàng năm thì thu hút trên 70.000 sinh viên, trong đó có hơn 6.000 sinh viên quốc tế đến đây. Trường này thì có hơn 70 chuyên ngành và trong đó ngành business mình chọn là một trong những ngành tốt nhất tại đây. Bây giờ mình có visa rồi thì mình có một lời khuyên dành cho các bạn, đó là các bạn hãy bình tĩnh, tự tin và là chính mình, thể hiện hết tất cả khả năng của mình khi mà vào trong phỏng vấn với lãnh sự, và hãy thể hiện được cái sự thân thiện của mình nữa. Và mình xin chúc tất cả các bạn có ý định đi du học Mỹ sẽ thành công trong chặng đường sắp tới.